người này rất có ý nghĩa, rất quan trọng đối với người dân Việt. Chủ tịch đã mở đầu tất cả nhờ những quan trọng đã tham gia các đối bên cạnh người thân để tận hưởng phút giây sinh hoạt gia đình. Nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dân hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng